Thưa quý vị và các bạn, đây là cửa ngõ phía Bắc của thành phố Vinh. Tuy nhiên đây cũng lại là điểm nóng về tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè trên địa bàn thành phố, gây mất mỹ quan đô thị và gây mất trật tự an toàn giao thông. Mặc dù đã rất nhiều lần được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, song tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè ở khu vực này vẫn diễn ra bình thường và không có chuyển biến gì. Ngay trước cổng chào, dưới chân cầu vượt quốc lộ 46 cắt quốc lộ 1A là cả một dãy phố kinh doanh bánh mì. Nhiều người gọi đây là phố bánh mì. Sẽ không có gì đáng nói nếu những cửa hàng kinh doanh này không lấn chiếm hành lang vỉa hè, gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông. Theo quy định, mốc chỉ giới quốc lộ 1A nằm trong mương thoát nước này. Thế nhưng hầu hết các hộ kinh doanh đều vươn ra ngoài cả 5 mét mương, xuống cả lòng đường. Khi có xe khách hay xe buýt đi qua, các hộ kinh doanh còn ra giữa đường để mời chào, tranh giành khách. Còn vào phía trong, thuộc địa phận xã Nghi Phú, địa bàn được xem là cửa ngõ, nối trung tâm thành phố Vinh và các vùng phụ cận, với nhiều khu đô thị mới, nhiều tuyến đường quan trọng, được Ủy ban Nhân dân thành phố chọn là điểm làm mẫu về trật tự văn minh đô thị. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vì hè cũng đang là vấn đề nhức nhối, mà chưa có giải pháp nào được giải quyết dứt điểm. Về lâu về dài, tôi đề nghị cả cái cấp có thẩm quyền có một cái giải pháp. Cái thứ nhất là tạo điều kiện công an việc làm cho người dân để ổn định tình hình chính trị của địa phương. Cái thứ hai nữa là để giải tỏa được cái việc lấn chiếm hành lang vỉa hè an toàn giao thông. Nếu như trước đây, tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc, Phan Đình Phùng thuộc phường Cửa Nam, cửa ngõ phía Tây của thành phố Vinh là điểm nóng của tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán kinh doanh, thì hiện nay, sau nhiều lần tuyên truyền vận động, ra quân xử lý quyết liệt, trên tuyến đường này hoạt động buôn bán kinh doanh mới dần đi vào quy củ. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đã giảm hẳn so với trước đây. Tuy nhiên, lãnh đạo phường cũng rất băn khoăn về một giải pháp bền vững lâu dài để giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè. Tại thời điểm hiện nay thì cái vấn đề về cái trật tự vi phạm trật tự đô thị ở cái vùng này là cơ bản là đã được giải quyết, nhân dân đồng tình cao. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là thực hiện việc là tuyên truyền, nhận thức cho nhân dân những cái hộ cố tình vi phạm thì chúng tôi có những cái giải pháp là xử lý, là thu hồi về, và có những cái thì chúng tôi giữ thời gian khá lâu để là nhằm là không để cho nhân dân tái phạm. Chỉ thị 05 của Thành ủy Vinh về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông vỉa hè đã được thành phố thực hiện từ năm 2011. Đã có không ít lần ra quân rầm rộ với quy mô lớn và thu được kết quả rất khả quan. Đó là đường thông, hè thoáng. Tuy nhiên, có một thực trạng là ngay sau các đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng lề đường lại tiếp tục diễn ra. Không ít người đã nghi ngờ về tính triệt để, bền vững của chỉ thị này, cho rằng các biện pháp của thành phố chỉ ném đá ao bèo. Thì cả này thì cũng làm nhiều đợt lắm rồi. Ra quân rồi giải tỏa xong rồi đâu vào đấy. Thì cũng như lúc nãy tôi nói là chúng tôi sẽ làm dần, làm có kế hoạch, có trọng điểm và có một cái phương pháp làm thế nào để rồi là dân cùng tham gia với chúng tôi. Chứ nếu mà chỉ có nhà nước, chỉ có chính quyền vào cuộc mà người dân cũng tham gia thì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nó không bền vững. Ngoài những bất cập về quy hoạch đô thị, sự phối hợp vào cuộc thiếu quyết liệt của một số địa phương thì vấn đề khó khăn nhất vẫn là tâm lý, nhân luật, ý thức tùy tiện, tiện đâu mua đấy của người tiêu dùng. Vô hình chung đã tiếp tay cho những người buôn bán có lý do để lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Nên chăng thành phố Vinh cần có nhiều giải pháp mạnh hơn ngoài việc tăng cường kiểm soát, xử lý các điểm nóng về vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vỉa hè, thì cần quy hoạch các khu buôn bán tập trung và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.